Cái đàn này là đàn Lumbert. Lumbert LDG20NA. Đàn này tình trạng cái này rất là đẹp, rất là mới. Không có, hầu như là không có chạy xước. Đàn này solid top. Cái này em bán chỉ có 2 triệu rưỡi thôi nha. Cái này là đàn sản xuất tại Trung Quốc, xuất sang thị trường Nhật. Trang bị bộ khóa vàng rất là đẹp, rất là xịn. Đầu cần cẩn, cẩn sà cừ rất là đẹp. Action rất là thấp luôn. Cái này 2 triệu rưỡi em tặng bao da bao ship toàn quốc cho anh chị ha. Anh chị nào mua thì liên hệ cho em nha. Chỉ có 2 triệu rưỡi thôi.